Đồ gỗ Trừ Nụ xin trân trọng kính chào các bác ạ. Và cảm ơn các bác đã quay trở lại với kênh YouTube Đồ gỗ Trừ Nụ chúng em hôm nay. Hôm nay là ngày 15 tháng 2 năm 2023 dương lịch. Hôm nay cơ sở Trừ Nụ chúng em cũng xin giới thiệu đến các bác về một số sản phẩm đồ gỗ chắc ạ, và gỗ chắc ta và được cần ốc xà cừ cũng như là ngà và gỗ xưa đá. Và bây giờ em sẽ giới thiệu đến các bác về sản phẩm đầu tiên. Và trong ngày hôm nay mà đồ gỗ Trừ Nụ chúng em cũng xin chân thành cảm ơn tất cả các bác đã quan tâm cũng như là ủng hộ bên cơ sở Trừ Nụ chúng em rất là nhiều các sản phẩm của clip vừa qua. Bây giờ em sẽ giới thiệu đến các bác về một bức tranh đầu tiên. Bác nào thấy hay, thấy đẹp hãy cho cơ sở Trừ Nụ chúng em một like và một đăng ký kênh ạ. Và đây là một tấm tranh là thuận buồm xuôi gió, chất liệu là gỗ chắc ta Việt Nam các bác nhá. Có kích thước là chiều dài 100 cm và cao 65 cm, khung dày 2,5 cm ạ. Hàng cực kỳ là đẹp luôn, và lá trong là lá liền tấm ạ. Em đo lá trong đây cho các bác này. Lá trong 44 cm. Giờ tìm được tấm lá to như vậy và bản rộng thì cực kỳ là khó luôn. Chiều dài 79 cm ạ. Và bên trong là lá liền tấm ạ. Được cẩn ngà, gỗ xưa và ốc xà cừ, cực kỳ là đẹp luôn các bác nhá. Hàng bao đẹp bao lỗi nằm cho các bác ạ. Và hàng nhà và hàng không qua trung gian. Giá 20 triệu bao ship cho các bác luôn. Các bác kiểm tra hàng đúng hàng, các bác thanh toán ạ. Bác nào thấy hay, thấy đẹp hãy cho cơ sở Trừ Nụ chúng em một like và đăng ký kênh, hoặc liên hệ trực tiếp qua số điện thoại 0912862834 ạ. Em báo giá lại cho các bác là bộ tranh thuốc bùn xuôi gió này, chất liệu là gỗ chắc tà và giá 20 triệu ạ. Tiếp tục em xin giới thiệu đến các bác về một bộ tranh tứ bình. Đó, bộ tranh tứ bình của đồ. Em sẽ đo về kích thước trước ạ. Kích thước 29,5 cm, chiều cao 115 cm ạ, và khung dày là 2 cm. Chất liệu là gỗ chắc ta Việt Nam các bác nhá. Và được cẩn cảnh xuân hạ thu đông, cực kỳ là đẹp luôn, bốn mùa. Đó, những cây này cây hoa đại ạ, hoa nan tượng trưng cho mùa xuân. Đó, cực kỳ là đẹp luôn. Đó, bên dưới là được cẩn tứ ninh long ni quy phụng ạ, và cổ đồ. Chất liệu cẩn là đá các bác nhá, đá cẩm thạch tự nhiên, đá ngọc ạ, hoàn toàn đá quý thôi, ngà và gỗ xưa. Hàng cực kỳ là đẹp, hàng kinh bong nổi ạ. Nền là nền gỗ chắc, lá liền tấm ạ. Lá không chắp khép gì, lá rộng 23 cm, bản rộng 23 cm. Cực kỳ là đẹp luôn. Bác nào quan tâm thì liên hệ sở Trừ Nụ chúng em qua số điện thoại 0912862834 ạ. Đó, đây là một cây cúc ạ, tượng trưng cho mùa thu với dòng chữ là thu ẩm hoàng hoa tử ạ, 4 chữ Hán, 5 chữ Hán trên này. Đó, em đã phiên dịch ra chữ này, em đã dán giấy ra phiên dịch chữ ra cho các bác đây. Đấy, bên này tượng trưng cho mùa xuân này, xuân du phương thảo địa, hạ thưởng lộc hạ trì. Đó, thu ẩm hoàng hoa tử, đông ngâm bạch tuyết thi, và bốn mùa tượng trưng cho bốn câu thơ, cực kỳ là đẹp hơn. Các bác nào quan tâm thì liên hệ với cơ sở Trừ Nụ chúng em, và liên hệ trực tiếp qua số điện thoại 0912862834. Đây là mặt sau các bác nhé. Em quay về mặt sau cho các bác luôn. Các bác nào quan tâm hãy truy cập kênh YouTube Đồ gỗ Trừ Nụ và ấn đăng ký kênh cũng như là like cho cơ sở em một like ạ. Và đó, đây mặt sau nhá. Mặt trước đẹp như mặt sau luôn. Hàng bao đẹp không tì vết gì các bác ạ. Mà chất liệu là gỗ chắc. Và em báo giá luôn cho các bác bộ tranh này, giá là 38 triệu. Bao ship tận cho các bác luôn. Các bác chỉ cần ở nhà cho em cái địa chỉ để em ship tận nhà cho các bác ạ. Đó, kiểm tra hàng, đúng chất lượng các bác nhận hàng và thanh toán ạ. Giá chỉ có 38 triệu thôi ạ. Bác nào video không rõ hay liên hệ với cơ sở Trừ Nụ chúng em qua số điện thoại 0912862834. Và tiếp tục em giới thiệu đến các bác về một bộ tranh tứ quý. Mà bộ tranh là thứ hai của bộ tranh tứ quý. Kích thước 32 cm, chiều cao 108 cm, và 108 cm chiều cao, 118 ạ. 118 cm, và khung dày 2,5 cm. Hàng cực kỳ là đẹp các bác nhé. Chất liệu là gỗ chắc ta và kết hợp với cẩn gỗ xưa, ngà và đá. Đá cẩm thạch, phần xanh là đá, phần trắng là ngà, thân cây là gỗ xưa. Hàng cực kỳ là đẹp, bao đẹp cho các bác luôn. Các bác có thể thấy từng đường con giống này cực kỳ là đẹp luôn. Đó, hàng này hàng 20, khung viền ngoài được độc truyện ạ. Cực kỳ là đẹp. Đó, đây, những đôi uyên ương này cực kỳ là đẹp. Bác nào quan tâm hãy liên hệ với cơ sở Trừ Nụ chúng nhé. Bác nào thấy hay, thấy đẹp hãy
truy cập kênh YouTube Đồ Gỗ Trưng Nụ và cho cơ sở em một like cũng như là một đăng ký kênh để cơ sở em ngày một phát triển và cho ra những video mới, sản phẩm mới cho các bác cùng được tham khảo ạ. Đó, đầy đủ yến đường này cực kỳ là đẹp các bác nhá. Cực kỳ là sắc thái luôn. Đó, từ đường cánh này, đuôi này, đuôi cực kỳ là đẹp này, gỗ xưa và ngà này, phối vào cực kỳ là đẹp luôn. Đó, hàng kênh bong chạm nổi kính bong. Bác nào quan tâm hãy liên hệ với cơ sở em. Và em báo giá luôn cho các bác về cái bộ tranh tứ quý này, mà giá có 38 triệu thôi ạ, bao ship cho các bác luôn, hàng cực kỳ là đẹp các bác nhá, mặt sau này. Trước như sau luôn, hàng bao đẹp, bao lỗi nằm cho các bác. Các bác cứ kiểm tra hàng đúng hàng các bác thanh toán ạ. Và hàng là hàng không qua trung gian các bác nhá. Hàng của nhà mà. Giá cho nên là giá tại xưởng ạ, giá cực kỳ là đẹp và hấp dẫn luôn. Và đây là một chiếc ghế đung đưa, chất liệu là gỗ cẩm nai Việt Nam. Đó, bây giờ em sẽ đo về kích thước. Kích thước tay từ này sang đây 72 cm, chiều sâu 76 cm và tổng chiều cao 118 cm, khung dày 4 cm ạ, và tay dày 8 cm × 4. Đó, trên này gồm có 3 chữ này, phúc lộc thọ này, cực kỳ là ý nghĩa luôn các bác nhá. Đây là một cây tùng hoán hóa rồng trong mặt nguyệt, cực kỳ là đẹp luôn. Đây đừng đừng thẻ này là được cần ốc sa cừ, dây leo linh chi cực kỳ là kỹ này. Và các ô chám đây được cẩn là cổ đồ tứ bình, cực kỳ là đẹp luôn. Đó, vân gỗ thì các bác phải chê luôn nhá, vân gỗ tự nhiên có chất liệu là gỗ cẩm nai Việt Nam, hàng cực kỳ đẹp rồi, bao đẹp cho các bác, gỗ sạch ạ, hàng không dập không rác gì cả. Đó, hàng cực kỳ là đẹp luôn. Tay này tay cũng được cẩn hết ạ, tay được cẩn một cây lục bình. Đó, ngà và hông ngang cũng được cẩn các bác nhá, hông ngang cẩn, tay được cẩn chữ thọ ạ. Và cái bánh xe, phần bánh xe là những đồng tiền, chữ thọ, chân thì được cẩn, dây leo lên chi là nói chung là cực kỳ là kỹ, hàng tơ tóc luôn. Đó, giá thì cực kỳ đẹp luôn, giá thì có 18 triệu thôi ạ, hàng nhà em sản xuất. Đó, hàng cực kỳ là đẹp luôn, hàng không qua trung gian ạ, giá là giá tại xưởng của cơ sở em ạ. Đây, em sẽ ngồi cho các bác ạ. Chiếc ghế này các bác ngồi có thoải mái ạ, mà chịu lực cực là tốt luôn. Đó, ghế đông đưa mát xa. Đó, bây giờ em sẽ, đây là phần đứng ạ, bây giờ em sẽ ngả ra cho các bác cùng được xem ạ. Nó cũng có 6 nấc ngả, ngả ra được. Em sẽ ngả hết cỡ cho các bác. Đó, đấy, chúng ta nằm này thư giãn cực kỳ là tốt luôn, cực kỳ là thoải mái. Đó, rất là thoải mái luôn. Bác nào quan tâm thấy hay thì đẹp, hãy cho cơ sở Trưng Nụ Trưng Nham một like cũng như là một đăng ký kênh để cơ sở em ngày một phát triển hơn và ra những video mới để cho các bác cùng được tham khảo ạ. Đó, bộ này chỉ có 18 triệu thôi các bác nhá, và giá tại xưởng của cơ sở Trưng Nụ Trưng Nham, hàng bao đẹp. Đó, chất liệu là gỗ cẩm lai Việt Nam. Tất cả các cái sản phẩm của ngày hôm nay, ngày 15 tháng 2 năm 2023 dương lịch ạ. Bác nào xem video không rõ hãy liên hệ với cơ sở Trưng Nụ Trưng Nham qua số điện thoại 0912862834. Và các bác có thể truy cập kênh YouTube Đồ Gỗ Trưng Nụ và cho cơ sở Trưng Nụ Trưng Nham một like cũng như là một đăng ký kênh để cơ sở em ngày một phát triển và ra những video mới để cho các bác cùng được tham khảo ạ. Vâng, Đồ Gỗ Trưng Nụ xin trân trọng kính chào các bác và hẹn gặp lại những video tiếp theo. Em xin chào, cảm ơn ạ.